Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục điểm tin cuối tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Và trước khi bước vào chuyên mục điểm tin, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Phiên giao dịch việc làm năm 2013. Ngọc Lặc với phong trào cải tạo vườn tạp. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 9, tại trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng làm cho thế giới sạch hơn năm 2013. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại biểu 22 xã thị trấn và thầy cô giáo cùng các em học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Sơn về dự đông đủ. Nhằm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, làm cho môi trường xanh sạch đẹp chính là góp phần làm cho thế giới sạch hơn, Ủy ban nhân dân huyện đã phát động hưởng ứng chiến dịch bằng những việc làm thiết thực như trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước sạch, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng việc trồng rừng, cải tạo vườn tạp, xử lý rác thải một cách hợp lý ở nơi mình sinh sống, kiềm chế ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, với sự phát triển của đô thị huyện Ngọc Lặc, nhiều loại chất thải và rác thải chưa được xử lý. Các nơi thị tứ thị trấn đông dân cư chưa có bãi chứa rác thải, vùng nông thôn còn vứt bao bì, vỏ thuốc sâu không đúng nơi quy định. Việc khai thác khoáng sản đốt nương rẫy gây ô nhiễm đến hệ sinh thái cũng như nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người dân, tích cực tham gia bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi một người. Thực hiện tốt chỉ thị 29, tăng cường vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp, phát động người dân tham gia thứ 6, ngày vì môi trường, bảo vệ rừng phòng hộ, không để đất đai khô cằn, cải thiện nguồn nước ngọt, ngăn chặn việc đốt nương làm rẫy, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải như ở bệnh viện, các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường đến năm 2020. Qua buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên trường và các em học sinh làm vệ sinh môi trường, hưởng ứng tích cực chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với khẩu hiệu nơi sinh sống của chúng ta, hành tinh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 năm 2013, tại trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện Ngọc Lặc năm 2013. Tại phiên giao dịch việc làm này, vinh dự được đón đồng chí Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và một số sở ban ngành liên quan. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Lại Thế Nguyên, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Ngọc Lặc, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện và sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đại diện các huyện Cẩm Thủy, Lăng Chánh, Thường Xuân, Như Xuân. Phiên giao dịch việc làm lần này có 17 công ty tuyển dụng trong nước, 10 công ty tuyển dụng đi lao động quốc tế và 10 trường trung cấp tuyển sinh dạy nghề. Cũng tại phiên giao dịch này, có 26 gian hàng tuyển lao động tư vấn việc làm, trong đó chủ yếu là tuyển công nhân may xuất khẩu lao động các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia. Tham dự phiên giao dịch có các doanh nghiệp, công ty tư vấn tuyển sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội tốt nhất cho người lao động được trực tiếp lựa chọn công việc phù hợp, tìm hiểu về thông tin thị trường và được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, được tư vấn về những công việc mà mình lựa chọn, từ đó có cơ hội lựa chọn công việc tốt nhất cho người lao động. Phát biểu tại phiên giao dịch việc làm, đồng chí Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ngọc Lặc là trung tâm của các huyện miền núi, cần phát triển dồi dào nguồn nhân lực lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động có việc làm ổn định, góp phần xây dựng quê hương. Đồng thời các doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện tốt nhất có thể để người lao động được việc làm, tạo ra những sản phẩm tốt cho công ty trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Đồng chí mong muốn người lao động qua phiên giao dịch này sẽ tìm được những công việc phù hợp nhất để làm việc ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, huyện Ngọc Lặc là trung tâm giao thương của miền Tây Thanh Hóa, có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, đường 15A đi qua và rất nhiều tuyến đường liên xã liên huyện, thuận tiện cho việc giao thương buôn bán. Do vậy, việc kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu lâm sản luôn được quan tâm chú trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh địa phương nói chung, an ninh rừng nói riêng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, hạt kiểm lâm huyện đã điều tiết hợp lý và chặt chẽ giữa hai trạm Mỹ Tân và trạm Vân An trong việc buôn bán lâm sản trái phép.
trạm Mỹ Tân kiểm tra kiểm soát lâm sản lưu thông trên tuyến đường 15A và tuyến đường nội huyện ở khu vực phía Bắc với sự trợ giúp của tổ cơ động. Đối với trạm Vân Am kiểm soát lâm sản, tuyến sông Âm và nhiệm vụ địa bàn, hai trạm luôn thực hiện nghiêm túc chế độ trực gác tại trạm 24/24 giờ và thường xuyên kiểm tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Bên cạnh đó cũng phải nói đến sự chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và chi cục kiểm lâm tỉnh, đồng thời sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong huyện như công an, ban chỉ huy quân sự huyện, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, các đơn vị bạn của huyện Lang Chánh và Thọ Xuân. Vì thế trong 8 tháng vừa qua, hạt kiểm lâm huyện đã phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, nộp ngân sách nhà nước là hơn 10 triệu đồng. Theo đó, trên địa bàn huyện không có các tụ điểm lâm sản đã được thiết lập. Hơn hết là an ninh rừng luôn được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế rừng và giữ gìn môi trường trong lành. Huyện Ngọc Lặc có tổng diện tích là 1.398,22 ha đất vườn, hơn 16.612 hộ dân, trong đó số diện tích đã cải tạo là 270 ha, diện tích đất vườn tạp chưa cải tạo là 1.128,22 ha. Hầu hết việc sử dụng đất của các hộ dân trong huyện còn chưa phù hợp, trồng nhiều loại cây cho hiệu quả kinh tế thấp hay để đất trống và cỏ mọ dại mọc, chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển kinh tế huyện nhà. Trước thực trạng trên, ngày 5 tháng 7 năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra chỉ thị số 29 về thực hiện phong trào vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chuyển đổi thâm canh cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, hơn nữa là có nguồn rau sạch từ những mảnh vườn trong gia đình để phục vụ bữa ăn hàng ngày, đồng thời gắn với tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương trong huyện. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có hơn 10.000 hộ dân làm đất lên luống và trồng rau, và có khoảng 8 ha rau do các hộ trồng trong vườn nhà đã xanh tốt, tiêu biểu như các xã Thúy Sơn, Quang Trung, Lộc Thịnh, Ngọc Liên, Minh Tiến, Phủ Minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục điểm tin cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, một sự kiện quan trọng đầu tiên mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng điểm lại đó là Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị phát động thi đua khối giáo dục đào tạo năm học 2013-2014. Hội nghị được các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, các ban xây dựng đảng huyện ủy, lãnh đạo các xã thị trấn và các trường học về tham dự. Hội nghị đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong năm học vừa qua, đồng thời thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng mũi nhọn, đồng thời phát động phong trào thi đua trong khối giáo dục gắn với những nội dung quan trọng và những chỉ tiêu cụ thể nhằm mục đích đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác giáo dục huyện nhà năm học 2013-2014. Những nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2013-2014, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh. Một ấy, là toàn ngành giáo dục phải tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn huyện. Đây là nhiệm vụ quan trọng số một. Ý thứ hai, nhiệm vụ thứ hai, thì tôi đề nghị là chúng ta vừa ký kết thi đua và tôi cũng đề nghị các đồng chí phải phát động và chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả trong ngành giáo dục đối với cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo, rồi cuộc vận động 20 và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mà ngành giáo dục các đồng chí đang phát động. Trong đó, phòng giáo dục, công đoàn ngành giáo dục phải xây dựng các tiêu chí cụ thể để kiểm tra, đánh giá một cách khách quan, công tâm, kiên quyết không chạy theo thành tích, không bình quân chủ nghĩa và không vì lợi ích cục bộ. Nhiệm vụ thứ ba là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, toàn huyện, lấy chất lượng học tập của học sinh là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá đội ngũ giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện diễn ra khá sôi nổi và đón nhận được nhiều nhất sự háo hức, sự quan tâm của các em nhỏ trên địa bàn huyện, đó là Tết Trung Thu, Tết truyền thống của dân tộc.
Nhân dịp Trung thu, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể đã tổ chức đi thăm, trao quà Trung thu và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Tại những nơi đến vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ, sau phần trao quà và phần trao học bổng, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần dặn dò các em luôn phấn đấu học tập thật tốt, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải cố gắng thật nhiều để vươn lên trong cuộc sống và học tập. Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc các em luôn là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đồng thời mong muốn các địa phương hãy dành những sự quan tâm ưu ái đặc biệt nhất cho các em thiếu nhi, tạo điều kiện để các em được học hành vui chơi và phát triển toàn diện. Cũng trong dịp Tết Trung thu, rất nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, các khu phố, các xã thị trấn đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em ấm cúng vui vẻ, tràn ngập niềm vui và tiếng cười trẻ thơ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.